Xin chào anh chị ạ, hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số Nam mệnh, dương lịch ngày mùng 3 tháng 8 năm 1996, âm lịch 20 tháng 6 năm Bính Tý, sinh vào giờ Dần, thân cư Quan Lộc, năm xem 2023, năm Quý Mão. 28 tuổi, đang nằm trong đại vận ở cung Phúc Đức từ 22 tới 31. Đại vận này nhìn bản cung thì sáng, vũ khúc, tham lang, thanh long, long đức, nhưng mà tam phương tứ chính, cung phu thê, liêm trinh, phá quân, hóa kỵ, phục binh, cung tài bạch, địa kiếp, thiên không, như vậy là rủi ro. Rủi ro liên quan đến tiền bạc và tình ái, rủi ro liên quan đến đầu tư, dễ gặp sai lầm, dễ gặp thất bại, vũ khúc đi hóa kỵ, tham lang đi hóa kỵ, và đặc biệt là cái tổ hợp mệnh thân của lá số này, nó phát sinh tiềm ẩn cái rủi ro, cái mệnh cách không lợi về kinh doanh buôn bán làm giàu nhé. Bính Tý tuổi Dương, Dương Nam, mệnh đóng tại cung Tỵ là cung âm, như vậy âm dương nghịch lý, mệnh triệt thân tuần, nói chung là cuộc sống tuổi trẻ nó sóng gió, nó phong ba, nó bão táp, rồi là học hành thi cử công danh các thứ nó sẽ không được thuận, sau này tiền bạc các thứ nó nhiều cái sự vất vả gian nan. Thế nên với lá số này thì nên làm chuyên môn, làm chuyên gia, làm người kết nối trung gian thì nó sẽ tốt hơn là tự đứng ra làm kinh doanh riêng. Còn như thế nào, vì sao thì tí chúng ta sẽ vào tổ hợp cung mệnh, cung tài, cung quan và cung thân. Tiếp theo mệnh thủy, cục mệnh là tương sinh, cung thiên di, tử vi, thất sát, vi thiên khôi, lại có thanh long, long đức, hữu bật, lộc tồn, thì về cơ bản lợi ở ngoài, lợi phát triển ở bên ngoài hơn là quê hương bản quán, ra ngoài sẽ được mọi người tôn trọng, mọi người kính trọng, mọi người nể nang. Đấy là cung thiên di, tử vi, thất sát, đi với thiên khôi và lâm quan, và ra ngoài sẽ có quý nhân, trưởng bối, cấp trên nâng đỡ trợ giúp. Một là cung thiên di có tử vi đi với thiên khôi, cái thứ hai là cung nô bộc có cơ lương giáp khôi Việt, và thêm nữa là có hóa quyền, lại có hóa lộc nữa. Thiên lương đại diện cho người lớn tuổi hơn mình. Thân cư quan lộc thì chăm chỉ, chịu khó, đam mê trong công việc. Thân cư quan lộc thường sớm định hướng cái nghề nghiệp nó rất là rõ ràng, và khi quan lộc mà có thiên tướng thì ít khi thay đổi ngành nghề nghề nghiệp, ít khi. Mặc dù lá số này là mệnh thân có tả phú bật, thế nên là thường kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc. Thêm nữa thân cư quan mà có thiên tướng gặp tuần, gặp địa không, địa kiếp, thiên không, thì nói chung là cũng nhiều sóng gió, nhiều thị phi, nhiều cái rủi ro ở trong cái môi trường công việc, công ty, rồi là đơn vị, tổ chức mình làm việc. Rồi mời anh chị đi vào cung mệnh, mệnh triệt thân tuần. Đấy, mệnh triệt thân tuần đi vào gì, ăn có địa không thiên không, địa kiếp, nó chủ về khôn ngoan, sắc sảo, thông minh, nhưng mà cuộc đời lắm sóng gió, nhiều thăng trầm. Mệnh thiên phủ thì thiên phủ nó là vị quan cai quản cái kho khố, cái quân nhu, cái hậu cần, cái kho lương, cái tiền bạc, nó chủ về hậu phương. Thế nên người có thiên phủ, nếu nói về tính cách thì nó chủ về gì, chăm chỉ này, chịu khó này, cần cù này, có nguyên tắc này, có cái sự logic này, có cái sự khoa học. Thế nên nó lại hình thành nên một cá tính nữa là bảo thủ là một. Và khi mà bảo thủ thì nó không lợi cho việc kinh doanh, phát triển buôn bán. Kinh doanh là gì? Là sáng tạo, là đổi mới, là thay đổi liên tục. Và cái sao thiên phủ cá tính là bảo thủ thì không nên hợp với kinh doanh. Đấy là cái thứ nhất. Cái tiếp theo, thiên phủ là vị quan cai quản cái kho khố, cái tiền bạc, cai quản kho khố tiền bạc. Người mà cai quản kho khố tiền bạc thì nó phải dựa trên một cái nền tảng có sẵn, chứ không phải là đi chiến đấu, đi xây dựng, đi phát triển, đi kiếm tiền. Đấy là cái thứ hai. Tiếp theo nữa, mệnh này thiên phủ lại gặp lộc tồn, nhưng mà lại gặp triệt. Đấy, phủ phùng không xứ tài suy, trung thân nan bảo, tư cơ lưu chuyển, kể cả có rồi cũng mất. Phủ gặp triệt là một, gặp không, không kiếp là hai, tượng là kho lộ, kho trông rộng. Kho nó phải cẩn mật, nó phải kín đáo, kiểu như là ngân hàng, nó chứa đựng các cái tài sản, rồi là tiền bạc, nó phải kín đáo, nó phải có an ninh, nó phải bảo vệ. Đây không những không an ninh, không bảo vệ mà lại còn gì, trộm cướp xung quanh người. Đấy là khi thiên phủ. Thiên phủ thì tính tình nó điềm đạm, nó ôn dung, nó thuận hòa, nó nhẹ nhàng, chăm chỉ, chịu khó, cần cù. Nhưng mà khi có địa không, địa kiếp, thiên không thì nhiều khi nóng nảy một chút, bốc đồng một chút. Mà thiên phủ là biệt phủ, tượng là nhà cao cửa rộng, thế nên tính tình nó đôi khi là sĩ diện một chút, khoe khoang một chút, khoác loác một chút. Thế nên càng khoe khoang, càng khoác loác thì nó càng chết trong cái trường hợp này. Mệnh triệt thân tuần, địa không, địa kiếp, thiên không. Tiếp theo, thiên phủ cũng như là tử vi nó là đế tinh. Đế tinh thì gì, dễ chơi, dễ gần nhưng mà khó thân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tôi cao, cái tự ái lớn, cái sĩ diện cũng lớn. Tiếp theo, người mà gọi là đế tinh tức là vua, vua tức là cai quản, tức là có năng lực điều hành, năng lực lãnh đạo, nhưng mà chỉ ở một cái mảng nào đó trong cái công ty đơn vị mình làm, chứ không bao quát tất cả. Tử vi thì nó bao quát tất cả, tử vi là vua, là đế vương, quản lý tất cả các mặt. Còn thiên phủ đơn giản nó là một cái vị quan cai quản cái đường tiền bạc, đường kinh tế, đường tài chính, hậu cần, quân nhu, rồi là kho lương, vân vân. Thiên tướng liên quan đến gì, ấn tín, rồi là công danh, rồi là con người,
đấy, phủ tướng, mà phủ tướng là những cái trợ thủ rất đắc lực cho Tử Vi, một bên là con người, nhân sự, hành chính, một bên là tiền bạc, hai cái đấy cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề liên quan đến gì, phát triển công danh sự nghiệp. Tiếp theo mệnh có Tả Phù Bất thì chăm chỉ chịu khó cần cù, tính là đôn hậu, tính là trung hậu. Tả Phù Bất thường lập thân lập nghiệp ở phương xa đấy. Tiếp theo khi mà cung thiên di sáng thì nên nên lập thân lập nghiệp phương xa. Tả phù là sao phù trì, tả hữu thủ mệnh là đi phương ngoài, tức là lập thân lập nghiệp ở phương ngoài. Kiếp sát đi phá toái cũng có năng lực tranh đấu đấu đá, nhưng mà cơ bản người thiên phủ là có cái sự ổn định, có cái sự bảo thủ, đôi khi là hơi trì trệ. Đấy, thiên phủ thì nó cứ ổn định thôi, cứ từ từ phát triển. Khi được nghỉ ngơi chính là cái sự phát triển. Tiếp theo bác sĩ lộc tồn như bác sĩ nó chủ về thông minh, chủ về thông minh nhá. Tiếp theo là lộc tồn nó chủ về có của dư của để, thiên quan chủ về hiền lành, thiên tài mà đi với tả phù bật nó chủ về tài năng. Người mà có sao tuyệt ở mệnh thì cũng khá là cẩn mật, khá là kín đáo, khá là cẩn mật, khá là kín đáo. Và cơ bản tổng hợp lại mệnh cách này là phủ tướng triều viên địa không địa kiếp thiên không nội tả hữu, thì về lại có cả khôi việt, tượng là có năng lực có tài. Tuy nhiên không hợp với tự phát triển kinh doanh làm ăn buôn bán, tại vì tổ hợp mệnh cách nó không hợp và nó bị phá cách rất là nhiều. Thiên phủ đi với lộc tồn người ta gọi là đổi kim tích ngọc, vàng bạc đầy kho, nhưng mà gặp triệt gặp không không kiếp là mất đi hết rồi. Tiếp theo thì mời anh chị vào cung quan đi. Quan lộc thì có thiên tướng. Thiên tướng là gì? Thiên tướng là vị quan cai quản cái đường ấn tín, cái đường nhân sự của nhà vua. Thế nên thiên tướng nó chủ về trung thành, nó chủ về có năng lực lãnh đạo, nó chủ về chăm chỉ chịu khó cần cù, nó chủ về biết hy sinh, nó chủ về biết cống hiến, nó chủ về có năng lực lãnh đạo, có năng lực điều hành, có năng lực quản lý. Thiên tướng cũng là người phóng khoáng, thẳng tính, thẳng tính. Mà đi với thiên việt thì có thể là gì? Làm thư ký, làm trợ lý, tức là đi với sếp cấp trên lớn. Tướng mà đi với tả phủ bật thì năng lực giải quyết công việc cực kỳ tốt. Nhưng mà tướng mà đi với địa không, địa kiếp thiên không thì thêm nó có hóa kỵ phục binh thì rủi ro, tranh chấp thị phi, hao tài tốn của, công danh sự nghiệp các thứ là hay bị tiểu nhân hãm hại, rồi là phá đám, rồi là chọc quậy bánh xe. Thiên tướng đi với tướng quân rất đẹp, nhưng mà gặp tuần. Tuần nó là kiểu như là cái dây chói, cái lạt, nó buộc con người ta lại, nó chói con người ta lại, nó không phát huy được hết các cái sở trường, các cái tài năng. Thế nên lá số này cũng có thể nói là gì, học tài thi phận. Đấy, tướng tướng lại còn đi với đào hồng hỉ, mặt mũi nhan sắc hình thức là ưa nhìn. Thiên khôi thiên việt nó chủ về mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Cái tổ hợp phủ tướng triều viên mà đi với khôi việt thì nói chung là nghèo cũng sống được mà giàu cũng sống được, thanh bần ấy thật việt khôi. Đào hồng hỉ những hợp những ngành nghề liên quan đến gì, ăn uống vui chơi giải trí, làm đẹp, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, vân vân. Rồi thiên đức phúc đức là may mắn, thiên thọ cũng may mắn này. Tướng quân năng động, nhanh nhẹn, ý chí, nghị lực, tháo vát, có sự tranh đấu, có sự vươn lên, có đôi nhiều khi là hơi hào thắng, hơi khoe khoang, hơi khoác lác. Với cái tổ hợp phủ tướng triều viên mà gặp triệt tuần không không kiếp như thế này thì rủi ro rất là cao. Tiếp theo là thiên phủ. Thiên phủ ngũ hành của nó lại thuộc thổ, mà nó lại là vị quan coi cai quản cái đường tiền bạc của nhà vua. Mà khi mà có không không kiếp thì dễ phát sinh lòng tham, dễ phát sinh lòng tham. Mà khi phát sinh lòng tham thì cẩn thận, họa liên quan đến gì, tranh chấp thị phi, kiện tụng pháp luật nhá. Đấy là thân cư quan. Và khi cung quan với cung phu thê như thế này thì hai vợ chồng không nên kết hợp làm ăn với nhau. Tiếp theo nữa, quan với phu thê như thế này thì nên phát triển công danh sự nghiệp trước, sau đó tính toán đến cái chuyện vợ con sau thì nó sẽ hợp hơn. Còn cung phu thê tí chúng ta sẽ bàn tiếp ạ. Rồi cung tài bạch vô chính diệu. Vô chính diệu nguồn tiền tài nó không ổn định là cái thứ nhất này. Cái thứ hai nó có sao suy, nó không bền vững. Cái thứ ba ở đây có địa không, địa kiếp rồi là thiên không, mặc dù là đắc tam không. Đấy, thiên không này, thiên không cung tài bạch, triệt không cung mệnh, rồi là gì? Quan lộc có tuần không, địa không, đắc tứ không luôn. Mà đắc tứ không thì nó chủ về bạo phát bạo tàn, được rồi lại mất, mà có được thì cũng phải trả trả một cái giá cực kỳ đắt chứ không nhẹ. Tiếp theo quốc ấn, quốc ấn thì nên phát triển từ chuyên môn. Quốc ấn cũng có thể làm trong công chức nhà nước. Quốc ấn hiểu đơn giản nó là con dấu chức vị quyền hành. Nó là kiến thức, nó là kỹ năng, nó là kinh nghiệm, nó là học vấn, nó là trí tuệ, nó là bằng cấp. Thế nên là phát triển về chuyên môn thì nó sẽ tốt hơn. Cung tài bạch vũ tham, thêm nó có lộc tồn làm những ngành nghề liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và đất đai. Đất đai hoặc là xây dựng hoặc là nội thất, những cái gì liên quan đến nhà cửa nó rất là đắc cách. Một là mệnh thiên phủ gặp lộc tồn, cái thứ hai cung điền trạch cũng rất là ổn. Ổn ở như thế nào thì tí chúng ta lại phân tích tiếp. Cơ bản là cung điền trạch ổn. Vũ khúc làm kinh tế được, làm kinh tế nhưng mà làm về mảng chuyên gia thôi, làm về mảng hậu trường thôi. Thiên phủ hình dung một một điều về thiên phủ nữa, nó kiểu như là về phần phía hậu cung ấy. Tử vi là vua thì thiên phủ nó là hoàng hậu,
Hoàng hậu thì quai quản ở phía sau thì nó sẽ tốt hơn, còn lộ mặt rồi là đi chiến đấu rồi là kiếm tiền rồi là xông pha thì nó sẽ không hợp. Với cái cá tính là bảo thủ, kiên định, chắc chắn một chút, lại còn logic, lại còn nguyên tắc, lại khoa học thì không hợp với sáng tạo, phát triển. Tài bạch cung này, tài bạch vô chính diệu là không ổn định rồi, thêm nữa có không không kiếp thiên không thì nó chủ về bạo phát bạo tàn. Tham lang cũng chủ những ngành nghề liên quan tâm linh khoa học huyền bí, được ăn uống vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn quán bar thẩm mỹ rồi dịch vụ rồi làm đẹp cũng rất là đắt khách. Thi thoảng có những anh chị tham lang làm về cái mảng liên quan đến spa ô tô anh chị nhá, spa ô tô dán ô tô, có những anh chị liên quan đến thẩm mỹ, có anh chị ở bên nước ngoài thì làm nail mi vân vân, nó rất nhiều. Với cái tổ hợp thiên tướng mệnh cách mệnh thân như thế này nên làm về ngành nghề liên quan đến gì, một là tiền bạc tài chính, cái thứ hai nên làm về cái mảng thư ký, làm về mảng trung gian, làm về cái mảng giáo dục đào tạo, truyền bá kiến thức thì nó sẽ tốt hơn, giảng dạy chia sẻ, chứ còn đứng ra trực tiếp kinh doanh thì thực sự nó quá bất lợi đối với la số này. Tôi cứ đi ra ngoài và trải nghiệm sẽ gặp được quý nhân trợ giúp giúp đỡ. Rồi Phúc Đức Cung tổ hợp cách là Vũ Khúc Tham Lang Thanh Long Long Đức Giáp Khoa Giáp Lộc Giáp Dương Giáp Khúc, như vậy trong dòng họ nhiều người tài năng tài giỏi. Vũ Khúc Tham Lang đi với Thanh Long Long Đức thì lợi, cuộc đời sống về tinh thần nó sẽ hơi kém. Một là Vũ Khúc đối diện có hóa kỵ phục binh và cung phu thê nó hơi hơi kém, còn đời sống vật chất thì lại ổn. Tại vì ở đây tổ hợp một cung Phúc Đức là Vũ Khúc là sao chủ về tiền tài, sao chủ về kinh tế, sao chủ về làm ăn. Đấy. Tiếp theo Tham Lang là cái sao nó chủ về đời sống vật chất. Đấy. Tham Lang là tham vọng, là dục vọng, là sắc vọng, thế nên đời sống vật chất nó lợi hơn đời sống tinh thần. Thanh Long Long Đức mùa mạng khá là đẹp, nhưng mà cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán làm giàu của những người trong dòng họ bạn này thì nó gặp nhiều trắc trở và nhiều rủi ro. Khi mà nó có hồng loan hóa kỵ phục binh địa kiếp thiên không đầy rẫy rủi ro. Đấy là Phúc Đức Cung này, đời sống về tinh thần thì nó sẽ không tốt, đời sống về vật chất thì lại ổn. Tiếp theo Thiên Di Cung, đây Thiên Di Cung có tử vi thất sát, tử vi nó chủ về phúc lộc thọ. Đấy, thất sát là gì? Thất sát là thượng tướng quân, thế nên ra ngoài có cái sự tranh đấu, có sự vươn lên, có năng lực lãnh đạo, có năng lực điều hành, có cái sự độc lập, có cái sự quyết đoán, nhiều khi là độc đoán chuyên quyền, đấy tử vi thất sát. Được cái tử vi mới đi với thiên khôi thì gì, có chức vị, có quyền hành, có sức ảnh hưởng, có tầm ảnh hưởng, có quý nhân trợ giúp, thế nên là ra ngoài được mọi người nể nang, ý tượng của nó là như vậy. Và tử vi nó chủ về phúc lộc thọ, ra ngoài là gì, công danh tài lộc phúc thọ nó sẽ tốt hơn ở cái nơi mình sinh ra rất là nhiều. Còn nếu làm việc ở nhà thì nên có những cái phương tiện truyền thông rồi là mạng miếc các thứ để kết nối ra phương xa thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo phu thê cung này, phu thê cung đầu tiên có Liêm Trinh đi với Đào Hồng Hỷ, vợ cao giáo là một, sinh gái là hai. Nói về tướng mạo thì mắt lộ hầu lộ, mày hơi rậm một tí, hay nói, rất hay nói, nhưng mà khi gặp con hóa kỵ thì hay xảy ra thị phi, hay xảy ra buồn phiền, hay lo âu vô cớ. Và phá quân thì nó chủ về gì, hao tốn về mặt tiền bạc, hao tốn về mặt nhân duyên, thế nên khi lá số này cung phu thê này mà kết hợp với cung quan thì nói chung là càng gây ra những cái sự rắc rối liên quan đến tiền bạc và tình ái, nó bất lợi cho cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán. Phu thê mà có Đào Hồng Hỷ đi phục binh thì có hiện tượng ăn cơm trước kẻ, mà khi có Đào Hồng Hỷ mà đi phục binh thì nó chủ về gì, ban đầu là gì, chăn chăn ấm gối êm, ban đầu là gì, mặn nồng cơm ái, nhưng mà gặp hóa kỵ, gặp phục binh thì cuối cùng sinh ra gì, ghen là một, nghi ngờ là hai, vân vân, thì cuối cùng là sẽ gây ra xung xung khắc lục đục, dễ xảy ra các vấn đề liên quan đến gì, chia tay chia ly. Thế nên với tổ hợp cung mệnh cung thân là số này thì trước hết cứ phát triển về đường công danh, đường tài lộc, về kiến thức, về chuyên môn, còn gia đình gia đạo thì muộn một tí thì nó sẽ tốt hơn, bắt buộc trong cái trường hợp cung phu thế này và như thế này, chứ không lấy về thì nó sẽ rất mệt người, rất mệt người. Hồng loan hóa kỵ. Đấy, hồng loan hóa kỵ. Cái tổ hợp này nó chủ về rất đau đầu liên quan đến mặt tình yêu tình ái, càng quan tâm thì lại càng khổ, càng lo lắng thì càng khổ. Đấy là hồng loan với hóa kỵ, hồng loan là tình yêu tình ái, là cái dây tơ hồng, đi với hóa kỵ là sự trái ngang, là sự rối rắm, là sự khó xử, là cái sự thị phi, là cái sự mệt mỏi, là cái sự đau đầu, là cái sự nhức óc. Thế nên là với cung phu thế này, một là không kết hợp làm ăn, cái thứ hai là gì, nên nhẹ nhàng. Đấy, chứ càng trói nhau chặt thì lại càng khổ nhiều. Và tất nhiên cung phu thế như thế này thì cũng cứ chiêm nghiệm thôi, trước khi bạn lấy vợ thì nói chung là rất rất nhiều các cái mối tình ngang trái nó đi đi qua rồi. Đấy, yêu nhau thì cũng rất là nhanh, nhưng mà chia tay cũng rất vì một cái lý do nào đó nó rất là trái ngang. Rất là trái ngang, hóa kỵ nó nằm ngoài dự tính. Rồi phu thê đến tử tức, đây tử tức cô thần quả tú thì có hiện tượng là muộn con một chút. Đấy, cái thứ nhất, lấy vợ muộn thì con muộn là cái chuyện nó rất bình thường và rất logic,
mà cô quả đi song hao đi với tang hổ thì nó chủ về có sự mất mát mà cũng không nên sinh nhiều. Hình diêu chủ về gì? Khắc. Khắc khắc ai? Ở đây có thái dương thì khắc cha nhiều hơn khắc mẹ. Có ân quang chủ về gì? Con phải đi xin, nó đi cầu tự, ân quang tức là con cầu tự hoặc là con nuôi thì nó mới dễ dàng hơn được. Đấy, thiên mã chủ về con cái sau này lập thân lập nghiệp phương xa, không gần cha, không gần mẹ mà gần nhiều sự khắc xung. Còn tiếp theo quan trọng con cái công danh sự nghiệp có tốt không thì trả lời luôn là có tốt nhá. Thứ nhất là gì? Có âm dương hội về, thứ hai là có xương khúc, cái thứ ba là có khoa, quyền, lộc, cơ, nguyệt, đồng lương, về thì về cơ bản cũng đắc cách. Thế nên tượng con cái sau này thành công, thành danh, thành đạt. Cự môn thái dương đi về hóa khoa, con cái sau này có danh tiếng, khả năng ăn nói tốt, khả năng phân tích tốt, khả năng nhìn nhận tốt, khả năng tư duy tốt. Thái dương nó chủ về quang minh chính đại, nó hào sảng, nó phóng khoáng, nó lỗi lạc vân vân, thật giống gen của cha nhiều nhưng bản chất của nó vẫn là khác cha. Đấy, thái dương hình ảnh của ông cha, thế nên là sẽ giống gen cha nhiều nhưng mà vì nó có sát tinh thế nên là khác cha. Rồi tiếp theo là nô bộc cung. Nô bộc cung của lá số này một cung rất là đẹp. Nếu nói về số bạn số bè thì sau này nó sẽ ít thôi, nhưng mà nó chất lượng. Thứ nhất là cơ lương đi với quyền lộc, cách cục cơ nguyệt đồng lương hội tai thai tọa tấu thư, bạn bè thông minh trí tuệ khéo léo, hiền lành đức độ thiện lương thiện tính. Thiên cơ là cái sau thiện tính, thiên lương là phúc tinh mà lại có khôi việt quý nhân, tượng là có phúc từ bạn bè mang lại. Mà cơ lương đi với hóa quyền thì ngũ hành thuộc mộc, ngũ hành thuộc mộc mình lại mệnh thủy, thủy sinh mộc, thế nên trước là mình phải cho đi, sau mới nhận lại được. Bạn bè thì cái tôi cao, cái tự ái lớn, có công danh chức vị quyền hành đầy đủ cả. Quyền lộc nó đóng ở cung nô và cung hóa lộc rồi, quyền lộc đóng ở cung nô là và cung phụ mẫu rồi, thế nên sau này các cái mối quan hệ của mình tương lai sẽ trợ giúp được cho con cái của mình để phát triển công danh và sự nghiệp nhá. Nô bộc tam thai bát tọa, bạn bè phóng khoáng, tấu thư khéo ăn khéo nói, thiên cơ trí tuệ, nên nhờ bạn bè những người lớn hơn tuổi tư vấn cho mình về cái đường công danh sự nghiệp. Ở đây tôi tư vấn là chỉ xem cái tính cách, cái sự cát hung là chính. Còn để mà vào cái môi trường chuyên nghiệp, cái công nơi bạn làm việc thì chắc chắn là phải có những người có kinh nghiệm, có kiến thức, nó chuyên sâu thì mới tư vấn được, đúng không ạ? Còn lại còn thời thế thị trường nữa. Còn cái cách cục của bạn, cái đường đi của bạn, cái công danh của bạn nó có thuận lợi hay không thì tôi chỉ ra được cho bạn. Tiếp theo là gì? Cung nô bộc là tốt rồi này. Quyền lộc này, cơ nguyệt đồng lương sáng này. Nhưng mà lại có cô quả, cái điểm ít ở đây, cái điểm ít bạn ở đây nó cô quả, nhưng mà cái sự chất lượng ở đây là cơ lương đi với quyền lộc, thêm nữa có khôi giáp việt quý nhân. Cơ lương miếu địa ngũ ảnh thuộc mộc hợp mệnh thủy, cơ lương thì cực kỳ là thông minh trí tuệ, học nhiều biết rộng, hiểu biết nhiều, thì khối bạn bè ở đây là cực kỳ là tốt. Cung phụ mẫu thì sao? Chủ yếu liên quan đến người mẹ. Thiên đồng thái âm đi với hóa lộc đi văn khúc thì cha mẹ có cái gen liên có cá tính nhá, phóng khoáng, rộng lượng, sởi lởi, cá tính hơi trẻ con một chút, thông minh một chút, thần đồng một chút, thiếu niên nhi đồng, cũng đồng bóng một chút, thái âm đi với thiên diêu và chủ yếu liên quan người mẹ. Đồng âm đi với lộc đi văn khúc thì rất có duyên với cha mẹ, đặc biệt liên quan người mẹ, khắc thì khắc nhẹ thôi. Ở đây có sao kình dương, nhưng mà kình dương ở đây cũng ảnh thuộc kim, sinh cho mệnh thủy không quá nặng. Nhưng mà cái chuyện tình yêu, tình ái, tình cảm của cha mẹ xem ra nó không được tốt cho lắm. Một là gì? Có khốc hư là buồn phiền, là cô đơn, là tự suy nghĩ, là nước mắt. Lại có hình diêu cô quả. Còn đường công danh tài lộc của bố mẹ cũng ổn. Đồng âm đi với hóa lộc, đi với văn khúc, đi với gì? Hóa quyền, lại ân quang thiên quý. Thái âm đi với quang quý thì bố mẹ rất rất quan tâm đến con cái, quan tâm theo kiểu nhẹ nhàng, điềm đạm. Thái âm mặt trăng, buổi tối, cảm xúc, quan tâm nó cứ nhẹ nhàng, cũng có duyên với cha mẹ. Hay nói cách khác, cung phụ mẫu này là sếp cấp trên, có duyên với sếp cấp trên là những người nữ. Nhưng mà vẫn luôn có một cái khoảng cách nào đó, đó là khốc hư đi với cô quả, âm đi với lộc, đi với quyền, đi với quang quý, sau này ra ngoài dễ được sếp nữ trợ giúp. Nhưng mà nên có khoảng cách, một là gì? Khốc hư cô quả. Cái thứ hai, cung quan lộc có đào hồng hủy, có duyên với người khác giới, nhưng mà lại gặp không kiếp thiên không, hóa kỵ phục binh, dễ xảy ra mâu thuẫn thị phi. Thế nên là nên biết điểm dừng, có khoảng cách một chút, không đi quá thì nó sẽ tốt hơn. Đối với cái tổ cung phụ mẫu này, mẹ thái âm đi văn khúc thì có cái sở trường liên quan đến văn hóa nghệ thuật biểu diễn, thiên đồng cũng như vậy, thiên đồng là âm nhạc, là biểu diễn, là thay đổi vân vân. Nói chung bố mẹ cũng hiền lành, bố rất đàn ông nam tính đấy, sau kình dương mẹ thì hiền lành đoan trang đoan chính, thái âm đi hóa lộc cũng đào hoa nhá, cũng đa tình, nhưng mà tình duyên bố mẹ xem ra hơi trục trặc. Thai hình diêu cô quả khốc hư cô quả, ân quang thiên quý vân vân.
Tiếp theo huynh địa cung này, huynh địa cung có hỏa tinh, có đà la, có linh tinh, sẽ có sự mất mát. Có đà la thì dễ xảy ra thị phi. Huynh địa có thai phụ phong cáo, tam thai bát tọa, cơ lương đi với quyền khoa, anh chị em là có danh có tiếng. Cơ lương hai cái nam đồng, hai sao chủ về nam đồng, nên tượng là gì? Anh chị em trai nhiều hơn gái. Nếu mà gái lại nhiều hơn trai thì những chị em sẽ có cái cá tính như những người đàn ông. Cơ lương quyền khoa cự nhật sáng chiếu, hội sinh mộ vượng tứ linh, anh chị em sau này công thành danh toại. Mà huynh đệ lại lục hợp với cung quan, mà huynh đệ lại có cơ lương thông minh trí tuệ, ham học hiểu biết nhiều, học rộng tài cao, rất hợp. Là sau này kết hợp với anh chị em bạn bè thì lại rất được, còn riêng kết hợp với vợ thì lại không ổn. Đó. Kết hợp vợ không ổn, anh chị em cũng là chính trực đàng hoàng, chỉ có điều là gì, hơi nóng tính một chút, đó là hỏa linh, dễ xảy ra thị phi một chút là sao đà la. Đấy, cái tôi hơi cao, nhiều khi là tâm tính hơi khó đoán là cái sao hoa cái, có một chút thần bí, tâm linh hoặc huyền bí là sao hoa cái. Chúc anh chị em ổn về mặt công danh trí tuệ, và tất nhiên công danh trí tuệ mà nó ổn thì tất nhiên là tài lộc nó sẽ ổn theo, tài lộc nó sẽ ổn theo nhé. Huynh địa cung rồi này, tật ách cung đây, tật ách thì vô chính diệu thì ít bệnh ít tật, mà con quang thiên quý thì cũng Phật độ trời che, rồi là có sinh mộ vượng thì nó chủ về ít bệnh ít tật, thiên trù thiên phúc, nói chung ít bệnh ít tật. Tật ách vô chính diệu chắc chắn là ít bệnh ít tật rồi. Thêm nữa cung tật ách này đối diện với cung phụ mẫu, có gì có đồng âm thì văn xương văn khúc hóa lộc. Đó, văn xương văn khúc hóa lộc, những bệnh liên quan đến gì, dạ dày tiêu hóa đại tràng, thái âm mà đi với hóa lộc mà đi với thiên trù thì cẩn thận nha, do ăn nhậu quá đà mà sinh ra bệnh sinh ra tật. Lại có sao thai sao kình dương ở đây. Đấy, sao thai sao kình dương, cẩn thận ăn nhậu quá đà chơi bời quá đà. Thái âm là cái sao chủ về mặt trăng, cái sao chủ về lãng mạn, cái sao chủ về ăn chơi hưởng thụ. Và khi cung tật ách này có thái âm thì nó chủ về lá số này, đôi khi là gì, dùng cái cảm xúc, dùng cái cảm tính để quyết định các cái công việc trong cuộc sống hơi cao. Tật ách ngoài bệnh tật ra nó cũng là những cái gì đó liên quan đến cá tính tính cách. Đấy, chú ý cái cảm xúc của mình. Và bệnh tật thì liên quan đến gen di truyền từ mẹ nhiều hơn cha, tại vì thiên đồng thái âm là ngũ hành ở thuộc thủy mà xung chiếu trực tiếp vào cung tật ách. Đấy, thái âm đi với kình dương, bệnh liên quan đến gì, liên quan đến mắt. Đấy, thái âm thái dương bệnh liên quan đến mắt, được cái khi nó vô chính diệu thì không có gì đáng ngại nhá. Rồi tiếp theo là điền trạch cung. Đây, điền trạch cung vì sao tốt, vì sao nên làm. Một là mệnh thiên phủ đi với lộc tổn, hai cái sao chủ về tiền bạc, chủ về đất đai, chủ về tài nguyên. Mà cung điền trạch cự môn thái dương, thái dương cung dương, lá số này tuổi dương, sinh vào giờ ban ngày là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sinh vào mùa hè, người sinh vào giờ ban ngày, sinh vào mùa xuân mùa hè rất hợp với sao thái dương. Thái dương hãm địa ở cung dương gặp tuần sáng lên, thêm nữa lại ở cái đất sinh mộ vượng, nhà cao cửa rộng, có song hao thì phải thay đổi một vài lần, mua đi bán lại một vài lần. Ở đây có văn xương đi với hóa khoa, nhà nhiều bằng cấp, nhà gần các cái nơi như là trường học, những cái nơi ra cơ sở giáo dục đào tạo vân vân. Tiếp theo là có thai phụ phong cáo mà có lại có ân quang thiên quý, như vậy mảnh đất này phong thủy này cực tốt. Và khi cái cung điển trạch này nó tốt như thế này thì bạn sẽ rất hợp những ngành nghề liên quan đến đất đai, liên quan đến nội thất, liên quan đến xây dựng, liên quan đến kiến trúc vân vân. Và 32 là cái vận bắt đầu khởi phát từ cung điển trạch thì nó sẽ tốt hơn cho cái vận trình của bạn, liên quan đến danh dự, liên quan đến tiếng tăm, liên quan đến đất đai nhà cửa vân vân. Nói chung cung điển trạch này tốt. Có mỗi một cái cần lưu ý trong cung điển trạch này là những người đàn ông ở trong nhà này là dễ bị áp lực căng thẳng, rồi là tim mạch huyết áp, do hình ảnh của thái dương đi với hỏa linh đi với thái dương, tim mạch huyết áp căng thẳng, thần kinh vân vân, thì nên thận trọng một chút. Còn lại cung điền trạch này cơ bản tốt. Tiếp theo thì mời anh chị đi vào các đại vận của lá số này đi. Đại vận đầu tiên ở cung mệnh từ 2 đến 11 tuổi. Đại vận này có phủ tướng triều viên, hội tả hữu, khôi việt, hội không kiếp thiên không. Như vậy cái đại vận này bất lợi về mặt sức khỏe, bất lợi về mặt học hành thi cử công danh khoa bảng. Đấy là đại vận thứ nhất. Và đại vận khi mà nó cái chuyện liên quan đến tiền bạc nó kém như thế này thì cũng có thể nói là vận trình làm ăn kinh doanh của cha mẹ nó không được tốt. Thiên phủ gặp lục tồn, gặp địa không, gặp địa kiếp, gặp thiên không vân vân. Vận thứ hai 12 đến vận vận thứ hai của cung phụ mẫu từ 12 đến 21, vận này có sự thay đổi nhà cửa đất đai hoặc nơi làm việc vân vân, đó là thiên đồng là thay đổi, đặc biệt là gặp thiên mã, nhưng mà thay đổi theo cái xu hướng tốt, may mắn. Thiên đồng là phúc tinh khi đi với hóa lộc, may mắn về cái lộc ăn, lộc để, lộc kinh doanh buôn bán. Thái âm lại đi văn khúc đi hóa lộc là sao thai, là cái sự hưởng thụ. Như cái vận trình này, cái chuyện công danh, cái chuyện về làm ăn kinh doanh buôn bán của gia đình vẫn tốt tốt hơn, nhưng mà cái chuyện gia đạo thì nó hơi lục đục.
Có khi là gì, tham công tiếc việc, làm nhiều quá thế nên nó sinh ra khốc hư cô quả, gia đạo nó hòa khí nó không cao, ít khi gặp mặt nhau, nhưng mà gặp mặt nhau là thấy vui, thấy niềm nở, thấy vui vẻ, thấy ăn uống, thấy nhậu nhẹt rồi. Thiên đồng thái âm văn khúc hóa lộc đi về sao thang. Thiên đồng vị vị quan cai quản cái đường ăn uống ở nhà vua, thái âm mặt trăng ăn chơi, thi thơ ca nhạc họa hưởng thụ, hóa lộc là có tiền bạc để ăn, ăn để hưởng thụ vân vân. Đó, vận 12 đến 21 nói chung vận tốt, và vận này chủ yếu liên quan người mẹ là nhiều. 22 đến 31 thì tôi luận rồi, bất lợi về tiền bạc, bất lợi về kinh tế, bất lợi về làm ăn, bất lợi về tình yêu tình ái. Thứ nhất là bất lợi chính về tình yêu tình ái là cung phu thê rất xấu rồi. Cái thứ hai, sang cái đại vận này tham lang có hóa kỵ phục binh địa kiếp thiên không lại xấu thêm một lượt nữa. Vũ khúc đi hóa kỵ đầu tư kinh doanh buôn bán là gặp rủi ro, gặp sai lầm. Xa cơ lỡ vận không gặp thời bị lừa vân vân, rất rất nhiều trường hợp, nhưng mà cuối cùng của nó là rủi ro rất cao. Rủi ro ở đại vận cho đến rủi ro ở cung mệnh cung thân, rủi ro ở mệnh cách. Thế nên với lá số này thì nói đi nói lại, nói rất nhiều lần thì cũng vẫn khuyên là gì, không nên làm, không nên tự thân làm doanh nghiệp thì nó sẽ tốt hơn. Có làm thì nên kết hợp, thứ nhất là kết hợp bạn bè, cái thứ hai là kết hợp với anh chị em. Đấy, tại vì cung nô bộc của cung huynh đệ cực kỳ tốt. Chứ còn tự còn đơn thương độc mã mà chiến đấu thì lá số này không trụ được lâu dài. Cung tài bạch vô chính diệu không ổn định. Đến lúc kinh doanh buôn bán mà cần tiền để duy trì, để phát triển, sắp thành công rồi mà thiếu hụt là chết rồi. Đại vận tiếp theo ở cung Điền Trạch từ 32 đến 41 lợi cả danh lợi cả tài, lợi danh nhiều hơn lợi tài. Cự môn đi về Thái Dương Văn Xương Hóa Khoa Thai Phụ Phong Cáo rất ân quang thiên quý ân điển giác phong. Cái đại vận này nó chủ về thanh danh, danh dự, uy tín nó tăng lên cực kỳ cao. Đấy, đại vận này rất lợi cho những ngành nghề liên quan giáo dục, liên quan trí tuệ, liên quan nghiên cứu. Đại vận này cũng lợi cho cái sự thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, đấy là cự môn. Đại vận này thì về cơ bản hơi áp lực, hơi căng thẳng một chút. Anh chị cứ hình dung là đơn giản là công việc nhiều, tiền nhiều thì nó sinh ra áp lực căng thẳng thôi. Và đặc biệt khi cái tổ hợp Thái Dương nó chủ về hệ thần kinh mà đi với Hỏa Linh thì nó áp công việc nhiều hay không nó vẫn áp lực căng thẳng. Còn cái bản chất của vấn đề là khi công việc nhiều, tiền nhiều là nó sẽ sinh ra áp lực căng thẳng. Đấy, đại vận này gì? Cha sức khỏe nó sẽ hơi kém một chút, Dương đi với Hỏa Linh. Đó. 32 41 tổng quan lại một đại vận tốt, tốt công danh, tốt tài lộc. Đại vận này có được cái tên danh dự, có được cái uy tín nó cực kỳ cao. 42 51 thì tốt nhất là nên cẩn trọng, nên an toàn một chút đi. Làm gì thì làm. Làm gì thì làm, nên giữ mình, giữ lại những cái thành quả mình đã tạo ra được trước 10 năm đó. Thiên tướng gặp tuần, địa không địa kiếp, những người đái ấn triệt hồi. Địa không địa kiếp đứng ngồi một bên, thiên tướng là ấn, chủ về công danh sự nghiệp, mà gặp địa không địa kiếp là gì? Là mất chức, là thôi việc, là cáo lão về quê, vân vân. Thế nên cái đại vận này rủi ro rất lớn liên quan đến công danh sự nghiệp và liên quan tình ái. Mà khi hai cái vấn đề này nó liên quan đến nhau thì công danh sự nghiệp mà kém nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đạo ngay. Thế nên 42 51 thì hãy cứ bình tĩnh, làm đâu chắc đó thôi, đừng tham sân si. Chỉ sợ là khi mà gặp hạn địa không địa kiếp thì máu tham nó nổi lên không kiềm chế được thôi. Đại vận đến cung quan xung chiếu và cung phu thê mà lại có đào hồng hỷ, có không kiếp thiên không, chắc chắn là rủi ro cực kỳ cao rồi. Còn làm những ngành nghề liên quan đến chuyên môn là một, không không bỏ vốn ra là hai thì nó còn đỡ hơn. Đại vận này nằm trong tam hợp thiên phủ đi với địa không địa kiếp, người ta gọi là phủ phùng không xứ tài suy, trung thân nan bảo tư cơ lưu truyền, tức là cơ nghiệp là thành quả, là thành tựu mình tạo ra được, không giữ được, không giữ được. Năm 2061 là một cái vận tốt nhá, cơ lương đi với quyền lộc. Đi tam tha bát tọa tấu thư ân quang thiên mã, mã ở đây ngũ hành thuộc mộc hợp với mệnh thủy, thế nên năm 2061 lại vẫn tốt, tốt về công danh chức vị quyền hành, thiên cơ là sao trí tuệ, tốt về may mắn, thiên lương là phúc tinh, nó chủ về may mắn, thế nên năm 2061 là một vận tốt. 762 đến 71 cũng là một cái vận hay nhưng mà có chút rủi ro, nhưng mà vẫn là một cái vận hay. 72 đến 81 cũng là một cái vận tốt, thế nên lá số này chú ý nhất. Đấy, chú ý nhất là 42 đến 51 tôi sẽ ghi vào đây và chụp ảnh cho lá số, chụp ảnh cho chủ nhân đương số. 42 tới 51 cái vận cực kỳ quan trọng, thứ nhất vận này là vận xấu, cái thứ hai cái tuổi 42, cái tuổi 52, cái cơ hội để khi mà gặp sai lầm thì cái cơ hội sửa sai nó rất rất nhỏ, thế nên hãy thận trọng cho cái vận này. Vận trung niên, vận mà kiến thức kinh nghiệm trí tuệ nó rất là nhiều nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ đẹp, nó hanh thông thuận lợi. Đấy, thời không thông thì khó mưu cầu được. Rồi năm 2023 đầu tiên là gì? Tham lang gặp hóa kỵ, tranh chấp thị phi, hao tài tốn của liên quan tình yêu tình ái, liên quan đến tình yêu tình ái. Lưu thái tuế, lưu thiên khốc, lưu thiên hư động vào cung phu thê mà lại có đào hồng hỷ, năm nay là có tín hiệu về tình yêu tình ái nhưng mà đến rồi lại đi theo một cách trái ngang,
đi theo một cách rất là trái ngang. Năm nay Lưu Mã Lưu Tang vào cung mệnh thì bản thân có lắm nỗi ưu tư, nhiều chuyện buồn phiền, hay phải đi lại, hay phải thay đổi công việc, cũng có thể là mua sắm xe cộ. Và khi Lưu Mã gặp Lưu Tang, gặp địa không địa kiếp thiên không thì đi xe cộ hết sức cẩn thận. Lưu Lộc Tồn bác sĩ ở cung Tật Ách hao tài tốn của một chút liên quan đến sức khỏe. Lưu Kình Dương một cung Tài Bạch không nên làm liều, dễ mất mát. Lưu Bạch Hổ Lưu Tang Môn vào cung Thiên Di, ra ngoài dễ gặp trục trặc thị phi nhưng mức độ của nó nhẹ thôi. Tiếp theo là Tiểu Hạn năm Mão vào cung Tài Bạch có địa kiếp, có thiên không, địa kiếp thiên không địa không, rồi là Vũ Tham. Năm nay là nếu mà đầu tư kinh doanh buôn bán là mất tiền này. Còn nếu mà nó hao tiền do mua sắm các cái vật dụng, các cái thiết bị, hoặc là đầu tư cho kiến thức, đầu tư cho chuyên môn thì nó được, tại vì nó có sao quốc ấn ở đây. Còn đụng vào đầu tư kinh doanh buôn bán là mất rồi. Rồi tiếp theo bạn này năm nay là 28 tuổi, đang ở đâu? Bà 2, bà 1, bà 10, 29, 28 tuổi đây. 28 tuổi thì vào cung Huynh Đệ, có Hỏa Tinh, có Đà La, có Linh Tinh, có Cơ Lương đi với Quyền Khoa, Tam Thai Bát Tọa. Cái cuối cùng của bạn năm nay, nếu mà không liên quan đến kinh tế, tiền tài chính thì nó rất tốt về mặt nghiên cứu, về mặt công danh, về mặt sự nghiệp, về cái sự may mắn. Đó, thì đó là những cái tốt của bạn. Năm nay rất hợp cho mặt nghiên cứu. Đó. Ví dụ học hành, thi cử, phát triển về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đó, nâng cao bằng cấp vân vân thì nó rất là tốt. Còn động vào tiền bạc là chết dở rồi, động vào tình ái chết dở rồi. Năm nay chỉ lợi danh thôi, lợi danh chứ không lợi tài, không lợi về tình. Rồi lưu ý đến bạn các cái tháng xấu trong năm 2023 này. Đầu tiên là tháng 1 đi, tháng 1 tốt này, tháng 2 tốt này, tháng 3 tốt này, chú ý tháng 4 này. Tháng 4 này, chú ý tháng 5 này. Tháng 5 thì không xấu. Chú ý tháng 6 này, tháng 4 và tháng 6. Chú ý tháng 4, tháng 6, tháng 8. 4 6 8, 4 6 8 và tháng 12, đó là những cái tháng rất xấu của bạn. 4 6 8 12 nhá, những cái tháng liên quan đến tranh chấp thị phi, hao tài tốt của, đầu tư kinh doanh buôn bán thua lỗ. Rồi, xin chào ạ.